Ừ, mà chị gọi em nói chút chuyện với chú Sơn, chú mà Sơn hỏi em cũng chẳng biết. Chú bảo chú Sơn mai mốt chị cũng bảo tụi nó về làm vài bông ở đây. Trời, trời hơi đau. Nó mẹ nhà ta mời không tới xong rồi về đặt làm cái gì? Cậu nghĩa chúng ta à? Qua hôm qua thì có ai chuyện thì chắc đâu. Nhưng không làm nhà bông gì. Chú Sơn chú nói đâu đi bảo về mình cũng đâu qua lại chú Sơn. Đồ ngắm của em, em nè. Dạo 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 xấu quá. Xấu quá người. Ở đây có bán không đây có bán chẳng đặt cho nên đi ra với bạn à, có nít mà với bạn nào bạn bán. Này này có bán đồ không đấy không? Quên cho đi bán. Ba bút đồng mà mua. Ba bút đồng không? Đưa cho người lớn. Ồ, đang áo dài người lớn thì có bán. Đàn ông với đàn bà có bán mà nói mày áo dài cũng hay. Thì đó hên xu may mắn để cô điện cho nghĩ. Đến này nó có số phone để con này con gọi nó cho nó có mấy cái mối cho bên trong. Nhưng mà ở đây Việt Nam mình bấm cái số máy là đâu điện được hả? Cái này là số không kết bạn. Số miền Nam để cho chị gọi gì chị mua gì được. Ôi đâu con bấm cô gọi cho nó được. Mua Việt Nam bây giờ thì cái mẫu hả? Cái mẫu hả? Hả? Tôi có cần gì phải làm như vậy, cái người ta ở Việt Nam người ta còn làm hơn tự mình. Ừ, đúng rồi. Tóc nào mà hợp với mặt mẹ á. Nó ở trên cái tóc trồng lên là giả trồng lên đẹp lắm. Vâng, trùng đẹp, đẹp lắm. Tóc bị dài tất cả nào. Kéo khó vậy. Tóc mẹ còn ngắn á. Để đi đừng cắt nữa. Ta đâu cắt đâu. Để rồi cuộn lên, kẹp lên, quấn lên. Đi nó không thể tóc giả. Mà mẹ cứ để tới già tới gần nó xong rồi cái ngày đó nó sẽ style tóc giả thì nó sẽ có cách nó bới nhẹ nhẹ, nhẹ lên cho nó đẹp thôi, nó đắm phòng lên gì đó. Quyết định nó để tóc dài rồi. Dạ, để tóc dài thì chị nhượng lại cho nó đều đẹp không có bạc là được rồi. Tới đó là để cứ để cho nó xử, nó biết xử sao để nó xử. Tại vì nó ngắn cái này cắt mà cắt mệt quá. Thứ hai tuần không cắt nó phải lộn trộn nữa. Dạ. Hôm qua con hỏi Yến con gửi đồ cho mẹ chưa? Nó dạ mẹ. Nếu mà không sáng thứ hai thì chiều thứ nhật. Trời ơi, tao không có đem cái phone theo đây đâu, tao để phone nhà rồi. Có cái phone giờ. Sao gì vậy? Nó muốn đứng lên mà. Nó khóc. Cậu cũng sợ rồi. Ok. Nó chuẩn bị nó muốn đi. Bữa nay cô sáu tháng mà bé mẹ nó cao nè. Nó chỉ sợ đồ một tuổi nó không vừa á. Không vừa. Phải biết được nên nhỏ. Yeah. Trời ơi không đâu, con chăm anh của cô nó. Cô đừng có khỏi như anh con. Đóng gì nè. Bơ. Bự sao tuổi hả? Không phải. Hồi nó một tuổi với 10 tháng con chăm anh một đống gì nè. Ừ. Sữa lắm. À. Cô cũng đo để về dạ, nhà cho nhắm. Em sợ ở đây nó bự hơn nít Việt Nam. Thằng này trong mấy tháng nó đi được không? Được rồi. Một tuổi là đi rồi. Một tuổi đi được. Không, một tuổi đứng chừng. Nó đi từ bước con hai can ở đây nó té. Chưa bước đi được đâu. Đứng chừng bước một bước. Không đứng rồi hả? Hai bước. Mẹ nó cứ cho nó một tháng ăn một con gà. Một con gà. Bây giờ nó bò rồi được chưa? Chưa đâu có bò, em lập còn chưa ổn, cái đầu hơi nặng. Con lít nào như cái đầu là không bao giờ qua trước được, con qua cái lít trước hả? Cãi, con nghe tại trước tới bây giờ biết sao, tối nó ngủ thì thẳng. Nửa, 2-3 tiếng đồng hồ sau thấy cái đầu nó quay về bên đít nó quay. Quay tròn quay như thế này. Nó quay tròn như vậy là chân nó nhiều khi nó mắc vào trong cái cưng á. À,
qua nơi thấy cháu nó quay một vòng tròn và nó ngủ với mẹ buổi tối gì, tao nằm ngang, nó nằm thẳng, tao phải nằm ngang, tao sợ nó chặn nó lại thì coi như là một tay thì để vào người nó để giữ cho nó, còn một tay kia thì là mình ngủ. Nếu như sai trong cái chỗ của nó hơi nó nằm nghiêng và nằm dày này, ảnh quay rồi nó đánh lấy tay ra hiển được cho ngậm tay. Ngậm tay là răng sáu nha. Là con sáu bao nhiêu cái khăn nè, lau cho em đi, lau nước bọt cho đi. Mẹ nó thích cho nó mập, cho nó ăn bữa xưa ấy. Ăn kem này, rồi ăn đủ thứ. Thích lắm, thích kem lắm. Ăn kem mở mồm ra cho người ta ấy. Có kem không ăn? Có, cho chút xíu. Hồi tối đó tao không ngủ nó chưa. Cho tí kem nó ăn thử coi. Mà đem thứ cậu Hiến là cái này làm sao boy bring bear được rồi, nó ta lớn rồi, nó ăn ta một tuổi. Ồ sao được. Rõ lắm. I was a bring bear. Người đi lấy em mè rồi, nó em mè rồi. Mà flow, mà boy là cái thằng con, cái thằng nhóc kia, nhóc của gì á, anh của Liên á, có thằng con nhỏ, hai đứa nó bằng tuổi nhau. Ai chụp nhà em lắm rồi vậy, chị bỏ lên cái xe kéo đi thôi. Chỉ đi biểu diễn thôi, hai thì chỉ đi biểu diễn thôi. Đọc quần áo đẹp vào đi biểu diễn thôi, không cần. Mẹ mang áo đẹp cho em chưa? Mẹ bận đám cưới chưa? Quyền, đi mua thôi. Áo dài đi, đi mua em áo dài. Đi ở đâu áo dài? No, ta mua cái, đi mua Jack and Jane for whole outfit thôi. Yeah. Yeah. Super, yeah. No, tại vì the thing is that you can't buy early for this pool. Yeah, he grows too fast. Phải đợi gần gần. Nào, no, buy áo dài đi. Đừng có mua áo sướng. Áo dài à? Để sáng bận đi qua lễ đi qua đúng giờ. Ồ, áo dài hả? Nhưng mà không biết đi luôn. Anh nhỏ có không có đâu. Có. Ơ cô ơi, con của cô gửi cho cô quần áo phải không? Hỏi nó, hỏi ở bên đó nó có cái áo dài nào. Trời ơi, bữa nay nó nói sáng thứ hai nó gửi là tất nhiên tối chủ nhật phải không? Ừ. Cô mà... trước khi gọi bảo chứ tìm cho con cái áo dài cho thằng nhóc này được không? Là một tuổi nha. Làm gì tuổi? Nó tới được có 8 tuổi. Một tuổi đúng rồi. Cái... Nó chưa tới một tuổi nữa. Đặt tượng phải không? Ừ, vậy là em mới 6 tháng tuổi, 7 tháng tuổi, 8 tháng tuổi. Ừ. 8 tháng. Cô coi em hỏi nó coi có già 8 tháng tuổi không nha. Tới cái nào đẹp đẹp nha. Đó. Cái gì là nó dài bao nhiêu? Cho mập cái hiếm cái gì vậy? Muốn hiếm bằng cái. Làm gì? Buổi sáng đi cho áo dài đâu con. Áo dài mua cho em màu đỏ hay màu vàng? Đỏ đỏ. Áo dài khó mặc phải đo nè ngoài. Con Yến nó tình ý á. Nó 8 tháng tuổi là nó mua mà nó em nhân giòn cho không sâu sữa. Dạ. Yeah. Nó biết à. Okay. Có gì vàng lên lai chút. Một bộ thôi nha. Ừ. Rồi gọng thì bớt ngang không gì nè mà có mấy mai mà. Gọng nó thì bớt nha. Nó con trai mặc rộng chứ sao nó biến thành cứng chặt được rồi. Đỏ cứng cái thôi. Lắm mà. Đỏ cứng cái thôi không? Đổi khăn bóng hả? Khỏi hả? Nó đồ dễ thương lắm đó. Đội gì để chụp hình thôi chứ. Thôi sợ rớt. Muốn đội thì đội, đội không sao đâu. Đội cái cưới đó thôi. Trùng chiếu hỏa rất là đẹp. Cái đây là cái dương miệng. Cái thằng bóng. Thằng bóng. Mặt đá. Giàu quỳ. Cái gì tới mặt đôi che mẹ thằng đôi. Đâu. Trời ơi thấy mặt thằng dẫn chứ. Đẹp lắm. Đẹp quá. Mặc hết cô áo sẽ đi. Không đi. Đi chọn mày áo. Cái tóc này về cô điện cho nó. Dạ không. Con áo này điện là cấu. Hả? Cấu là gì đó. Có giá dài chụp hình đó. Tại vì hư không? Nó đem nó gửi cho cô 40 cái mẫu cái áo về nè cái mặt á. Cô chọn 12 cái. Mình mà có áo dài không? Muốn mấy người mặc áo dài không? Có, Lily lo mấy bộ. Cô ơi, vậy cho con xin hai bộ nha. Một bộ cho bây giờ với một bộ cho thằng Hiến là 1 tuổi đi nha. Một, ừ, muốn rồi, tháng 10 nó là tuổi rồi. Nếu mà tháng 10 á thì... Cho hai bộ. Rồi 1 tuổi rồi, ok. Tháng 10 với tháng 8. Ừ. Sáng thứ bảy là đi ra nhà đó là đi này làm gì mà lấy gì.